Chào bà con, hôm nay trở lại cái vườn mà hôm bữa chúng tôi chia sẻ mủ rất là nhiều cho bà con á. Thì ngày hôm nay chúng tôi quay lại thấy mủ chén quá trời nè bà con. Mủ này cũng có độ mủ cứng à. Ồ, cây này trái muốn đầy tô luôn rồi bà con. Mủ gì mà ghê thiệt bà con. Bữa trước cái tô này đầy luôn à. Sau đó chút mủ nước bán rồi xong rồi bây giờ chạy lại một gần đường tô nữa. Mủ cứng lắm bà con, mủ này độ cao là mủ cứng ngắc à. Có cây này thì ít, cây này không có. Ở cây này để coi nhiều. Ô cây này hơn nửa tô luôn. Mà nó cứng lắm chứ không phải là nó lỏng bỏng như mấy cái lô non đó, bà con. Thường thường mấy cái lô mà mũ miệng kéo á thường nó bị lỏng bỏng, nhưng còn cái này cứng ngắc à. Không biết có xịt phèn không nữa. Cái này chắc không phải xịt phèn đâu. Này cho bà con chút xong rồi để tự đặt á. Còn thấy mũ chạy lại quá trời ha. Tô luôn. Để qua bên đây coi. Qua bên con suối này nào bà con. Coi có nhiều không. Bà con ở đây thì cạo cái chú ở đây á, chú cạo đi ba. Cái này hiện thì chạy xuống đất hết á. Có mấy chén này cũng ít à. Bây giờ qua bên suối nha bà con, qua bên suối coi coi mủ nhiều. Đi qua cái cầu. Như bà con chia sẻ cạo đi 3 rồi đi 4 nữa. Độ rất là cao. Anh Nam Vũ chia sẻ ở giống rêu 4 á, ở ngoài chỗ anh á. Cạo D4 độ nó tăng lên 4 năm bộ 4 năm đến 4 đến 5 độ luôn. Thì mủ cũng tăng nhưng mà là tăng nhiều nhất là độ tăng vượt so với cạo D3 D2 là 4 đến 5 độ luôn. Đó, bà con cái mủ chén quá trời luôn.
cứng lắm nha bà con, cứng. Ủ này gỡ bán liền được, nó không có hao bao nhiêu, cứng ngắt thôi. Được lô cao su vậy cạo ha là rất là ngon luôn ha bà con. Vừa cạo mũ nước quá trời luôn, bây giờ một chén chạy lại cũng cũng nhiều. Ồ, một chén không, quá trời luôn. Đầu mùa mà sao à, mũ nước cũng nhiều mà mũ chén cũng nhiều bà con. Ở đây à, bà con thấy cạo mới có mấy dao, khoảng 4-5 dao ha. 1, 2, 3, 4. Từ chính xác thì nằm trong khoảng 4 đến 5 dao. Bây giờ là đúng, đang đúng 6 giờ luôn, ngày mùng 3 tháng 6 á bà con. Những cái miếng kéo thì nó chảy lại không có nhiều, có đục á, đục là chảy lại khá nhiều. Hướng đây là một cái vườn khác bà con cạo và đánh đông hay xịt phèn nè. Miệng này miệng cái sinh mà cạo được mấy dao mà nhiêu đây thì cũng nhiều bà con. Này là vườn khác ha, còn nãy hai cái vườn mà chạy lại, cái vườn này là người ta không có rút mũ nước mà đánh đông mũ chén à. Mũ cũng cứng, mũ đầu mùa cứng lắm bà con, độ cao. Rồi ngày hôm nay quay lại cái vườn này à, chúng tôi nghĩ mũ mà chạy lại nhiều như vậy à, chắc có lẽ dao trước bà con có bôi thuốc à, nên mới nhiều như vậy à, nếu muốn biết chính xác là có bôi thuốc hay không thì à, để khi mà cái dao cạo kế tiếp á, mình xem cái lượng mũ và cái lượng mũ chảy lại là và biết chính xác là lô này có phải là nhiều mũ không nhưng mà con. Video đến đây thì cũng quá dài rồi à, cảm ơn bà con, xin chào và hẹn gặp lại.